Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trong tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thực hiện việc chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán, tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tình hình dịch COVID-19 của từng địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong dịp Tết. Các sở ban ngành tỉnh, các địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết, phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.